Tại sao tôn tượng đồng thép vàng lại là biểu tượng hoàn hảo cho không gian thờ cúng của gia chủ? Trong Phật giáo, tượng đồng thép vàng thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật, Bồ Tát và các vị thần linh. Vàng tượng trưng cho sự thanh tịnh, giác ngộ và trí tuệ, giúp gia chủ hướng đến những giá trị tốt đẹp. Tượng đồng thép vàng được cho là mang lại năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Màu vàng tượng trưng cho hành kim, thu hút tài lộc và vượng khí. Mỗi chi tiết tinh xảo trên tượng đồng thép vàng là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và nghệ thuật, nâng cao giá trị thẩm mỹ cho không gian thờ cúng. Tôn tượng thép vàng tạo nên một không gian sang trọng và phú quý, thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ của gia chủ. Với độ bền cao và khả năng chống oxy hóa, tượng đồng thép vàng đảm bảo tuổi thọ lâu dài, giữ gìn vẻ đẹp qua nhiều năm tháng. Bề mặt nhẵn mịn, dễ dàng lau chùi, bảo quản. Quý bạn chỉ cần dùng khăn mềm để lau bụi bẩn mà không cần lo lắng về việc sử dụng các chất tẩy rửa mạnh. Với những ưu điểm vượt trội, tôn tượng đồng thép vàng chính là lựa chọn hoàn hảo cho di sản không gian Phật giáo của quý bạn. Xin hãy để Bửu Liên cùng quý bạn gìn giữ và phát huy giá trị tâm linh. Bửu Liên, di sản không gian Phật giáo.